một lời chúc sức khỏe và xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà và các anh chị một bài hát rất ý nghĩa về quê hương Thái Bình, đó là bài hát Mời Em Về Thăm Quê Anh. Dạ, xin mời quý vị cùng nghe. Chiều về dòng phố xa đưa tiếng sao xiêu, nghe dòng họ thiên tha càng thêm yêu biết mấy. Thái Bình ơi Thái Bình, một tình yêu.
Vâng, các bạn chị vừa được làm quen với đôi song ca rất là tuyệt vời và thể hiện rất là thành công. Đó là một sáng tác của Trần Minh cũng như là ca khúc Mời Em Về Thăm Quê Hương Anh. Kính thưa các bạn chị và kính thưa toàn thể hội trường kính mến, để rồi Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt và ngày mai cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Để rồi đưa em về quê mình, cùng trồng lúa, cùng làm đay, cùng dệt thiếu, cùng đan mây. Có lẽ một mốc xuân lịch sử vẫn vang dội trong chúng ta, và nghe tiếng trống năm 30 vẫn còn vang dội đến bây giờ. Với những tình cảm đó, với những ca khúc đó của các nhạc sĩ đã dành suy nghĩ gì tình cảm cho con người Thái Bình của chúng ta, được thể hiện bằng những lời khen ngát và sau lời phát biểu mộc mạc nên thơ đại diện của gia đình nhà gái. Vậy giờ đây để đáp lại với tình cảm của mấy chị đến từ hai quê thân thương cũng như sự mong mỏi sự chờ đợi của quý người bà.